Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm một cái clip để giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng công cụ InPaint ở trong môi trường CR như thế nào. Hay nói cách khác, đây là cái kỹ thuật để các bạn có thể thay đổi chi tiết ở trong một khu vực của bức ảnh bằng CR nha. Thì về mặt bản chất mình nhắc lại thì CR nó là Stable Diffusion được cấu hình rút gọn lại để chúng ta có thể chạy trực tiếp trên cái trang web của CR.ai. Thì hiện nay CR.ai thì nó nâng cấp chất lượng tạo hình lên khá là nhiều rồi, nên chúng ta làm việc ở trên trang web này nó cho ra những sản phẩm khá là chất lượng. Đồng thời là kéo theo đó là nó giảm bớt cái quyền lợi của những người dùng free, cho nên nếu như bạn nào muốn tăng cường thêm cái quyền lợi của người dùng free thì các bạn cũng có thể là đăng nhập và tạo tài khoản bằng cái mã giới thiệu của mình, thì cái tài khoản free của bạn sẽ có thêm những cái tính năng, những cái quyền lợi để tạo hình được nhiều hơn. Đó là cái mình giới thiệu ban đầu. Và bây giờ đi vào trong cái nội dung cụ thể của cái clip là cách dùng cái tính năng InPaint hay là thay đổi cục bộ một cái chi tiết trong bức hình như thế nào. Thì nó sẽ làm như sau. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào trong cái công cụ là Generate. Sau khi mọi người vào trong cái khu vực Generate, chúng ta có thể tắt cái bảng thông báo về nâng cấp lên cái quyền viết. Nếu như bạn nào muốn trải nghiệm cái đặc quyền viết thì các bạn cũng có thể là thử nha. Thì chi phí của nó cũng không có quá đắt đâu. Mình thấy thì có 75.000 một tháng mình cũng có đăng ký rồi. Còn không thì chúng ta sử dụng cái tính năng free cũng được. Bây giờ một tài khoản free nó sẽ cho các bạn khoảng 150 điểm stamina free để chúng ta có thể tạo hình. Kế đến thì chúng ta sẽ vào trong cái tính năng là IMG, True IMG ở đây. Thì chúng ta có thể là trải nghiệm cái tính năng của tạo hình của bên CR. Và kế đến này mọi người sẽ upload cái hình mà mọi người muốn chỉnh sửa vào. Ví dụ như mình sẽ upload cái hình này lên, và mục đích là mình mong muốn là mình tạo ra cái phiên bản cải tạo cái khu vực cái nhà này mà muốn giữ nguyên tất cả những cái thành phần còn lại. Thì đây là một cái hình chụp thực tế. Lúc này mọi người muốn tạo cái vùng để chúng ta cô lập những chi tiết cần chỉnh sửa thì chúng ta sẽ có hai công cụ đây. Một cái công cụ nó gọi là Partial Repainting, là các bạn có thể là dùng chuột để các bạn có thể là tô vẽ những khu vực mà các bạn muốn cô lập và để chỉnh sửa chi tiết. Khi các bạn kích hoạt công cụ này lên thì để chúng ta có thể là nhìn cho nó rõ hơn, các bạn có thể là bấm thêm cái nút này để nó phóng to môi trường làm việc lên. Đồng thời cái công cụ này á, thì nó có cái thanh trường này để cho mọi người có thể là tăng giảm cái size của cái đầu cọ tô này. Ví dụ như giờ mình muốn thay đổi chi tiết ở trong cái khu vực của cái hình này thì mình chỉ việc là tô nguyên cái khu vực này để mình có thể là tạo sự thay đổi cho nó. Đây. Thì đây là cái trường hợp mà mọi người muốn tô bằng tay, tô bằng tay nha, tô thủ công. Trong lúc quá trình tô mà nếu như mọi người tô bị sai thì mọi người có thể là bấm cái erase này, là cái công cụ cái tẩy, thì mọi người có thể là bỏ đi cái những cái vùng tròn như này. Thì đối với cái thao tác mà chỉnh sửa cái chi tiết ở trong một cái bức hình thì cái việc đầu tiên chúng ta là chúng ta sẽ đi xác lập xem là cái khu vực nào chúng ta thay đổi chi tiết. Bằng cái công cụ mà cô lập cái khu vực như này, chọn cái khu vực thay đổi như này. Bên dưới cái công cụ mà tô thủ công này thì chúng ta sẽ có một cái công cụ là tô tự động, tô theo đề xuất. Các bạn có thể là bấm vào cái công cụ này. Sau khi bấm vào công cụ này thì chờ nó xử lý một chút. Sau khi xử lý xong thì các bạn có thể là để con chuột vào cái khu vực mà các bạn muốn chỉnh sửa. Ví dụ như ở đây mình để con chuột ở đây, nó tự động nó tạo một cái vùng tô chúng ta như thế này, hoặc là mình để xuống đây, mình để qua đây thì nó sẽ nhận cái mảng cây chẳng hạn như vậy, nếu như các bạn muốn chỉnh sửa cái mảng cây. Còn nếu như các bạn muốn chỉnh sửa cái mảng bên này thì chúng ta chỉnh vào đây. Ở đây mình muốn chỉnh sửa cái nhà này thì mình chỉnh vào đây. Và nếu như các bạn muốn chỉnh sửa cái khu vực ở bên này, các bạn chỉnh vào đây. Đây mình thử chỉnh vào đây cho các bạn xem nha. Bấm chuột trái, các bạn bấm chuột trái vào đây một cái thì nó sẽ ra một cái vùng xác nhận cho chúng ta là bây giờ chúng ta có thể là chỉnh sửa cái khu vực chúng ta mong muốn ở khu vực này chẳng hạn như vậy. Và sau khi mà các bạn để xin lỗi nha. Sau khi mà các bạn sẽ chích vào đó xong rồi thì các bạn có thể là tiếp tục là làm cái công cụ là ra lệnh cho cái việc chỉnh sửa cái hình ở trong này. Đây mình sẽ làm lại một lần nữa ha.
Các bạn có thể thấy là cái vùng chọn của nó khá là chi tiết, nó có thể là bỏ bớt những cái đối tượng như thế này chúng ta ra trong cái quá trình chỉnh sửa. Ở đây thì mình nếu như các bạn đã xác nhận là xong rồi thì chúng ta sẽ đi qua cái bước kế tiếp, đó là chúng ta sẽ prompt, tức là mô tả cho cái phần cái công trình ở chỗ này. Trong trường hợp mà cái chi tiết nhỏ này, trong trường hợp này mình đang muốn cải tạo cái nhà này thì cái việc của mình chọn như thế này thì nó sẽ không có tiện lắm, tại vì sao, nó sẽ bỏ bớt những cái phần không gian ở bên dưới này. Cho nên trong trường hợp này mình sẽ chỉnh sửa bằng cách là mình dùng cái vùng tô này nó sẽ chính xác hơn. Còn nếu như các bạn làm cái phương án mà nội thất, các bạn muốn chỉnh sửa một cái chi tiết như là một cái gối, một cái ghế, một cái bàn ở trong nội thất thì cái công cụ này thì rất là tiện nha. Còn nếu như làm ngoại thất, cái ngoài nhà này thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ mà brush này, chúng ta tự tô vẽ cái vùng chọn này sẽ chính xác hơn vì nó sẽ bám sát toàn bộ cái phạm vi chỉnh sửa của nhà. Sau khi mình đã tô kín cái vùng mình muốn điều chỉnh rồi, mình tiến hành là mình ghi những cái câu lệnh để có thể là giúp cho việc cải tạo cái nhà này nó tốt hơn. Thì sau khi mình đã đánh những cái câu mô tả vào để chỉnh sửa phương án xong thì ở bên cái thông số để tạo hình chúng ta sẽ có những cái thông số như sau. Thứ nhất là mọi người muốn đổi cái database tạo hình sang những database khác, mọi người sẽ đổi vào đây. Mình thì hay dùng cái Realtek Vision V51, mình chọn là V51. Sau đó thì đối với lại cái phần LoRa, nếu như mọi người có những cái LoRa về cải tạo, về tạo hình những cái nhà phố theo phong cách mọi người hay dùng, mọi người có thể add vào đây. Về chỉ số denoising strength thì cái chỉ số này á, nó càng cao thì cái phương án mới tạo ra nó sẽ càng sai khác so với lại cái phương án ban đầu, còn nếu như nó càng thấp thì nó càng ít sai khác. Trong trường hợp này á, thì mình sẽ để ở khoảng 0.5, bắt đầu khoảng từ 0.5 mình test lên. Với cái tính năng chỉnh sửa cục bộ ở trong CR thì nó hơi khác so với lại tính năng mà ở trong cái phần mềm Stable Fusion nguyên bản, là nó không có bám theo ở trong CR thì nó không có thêm app thêm control net nữa. Cho nên nếu như denoising strength nó cao quá thì cái hình khối chính của ngôi nhà nó sẽ bị, sau khi chỉnh sửa xong nó sẽ bị sai khác rất là nhiều so với phiên bản gốc. Cho nên mình sẽ bắt đầu từ 0.5 nhé. Về cái số lượng hình tạo ra thì mình để là 4, cái size hình thì chúng ta để cao nhất. Ở trong cái phần advanced config thì mọi người có thể đánh vào một số cái negative chrome mà bên nội thất kiến trúc thì nó cũng không cần nhiều lắm, chúng ta chỉ cần bài phải từ cơ bản. Sau đó thì trong cái phần VAE thì chúng ta để automatic, ở trong cái phần sampling method thì mình đổi sang cái loại là SDA Karas, và cái sampling step mình để là 30 giống như các clip về CR trước mình đã giới thiệu mọi người. Và cuối cùng là chúng ta bấm cái nút này để có thể là tạo hình nhé. Thì sau khi tạo hình xong, mọi người có thể thấy là rất là nhanh, chúng ta có những cái phương án được cải tạo cái nhà này như thế này. Và cái phương án này thì nó sẽ nó chỉ thay đổi trong phạm vi của cái nhà, nhưng nó không có tác động đến những cái phần bao cảnh của xung quanh. Thì đó là cái phần mà chúng ta thay đổi chi tiết. Và với mình đã giải thích cho các bạn đó là cái câu chuyện denoising strength nó khoảng 0.5 khi hoạt động ở trong CR thì với ngoại thất nó sẽ rất là tốt. Tại vì sao, trong CR chúng ta không thể áp được cái control net, tức là cái phát thải chúng ta vào để giữ nét cho cái nhà này. Cho nên mọi người mà làm cái chỉ số nó cao hơn thì nhiều khi cái phương án không còn đúng hình khối chính của ngôi nhà nữa. Thì sau đây mình sẽ làm thêm một cái ví dụ nữa là về nội thất cho các bạn xem cái thao tác của cái nội thất sẽ như thế nào nha. Ví dụ như mình để cho nhanh thì mình sẽ bấm cái nút refresh này để chúng ta có thể là lấy lại toàn bộ cái setting này, không phải chỉnh nữa. Ở đây mình chỉ có thể bấm cái thùng rác, mình thay cái phác thảo khác. Và mình sẽ chuyển sang bên nội thất. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn sang cái phần là những cái hình đã làm. Ví dụ chúng ta sẽ chọn một hình nội thất nào đó mà chúng ta đã làm. Ví dụ như là mình upload cái hình này lên và bây giờ mình muốn chỉnh sửa cái thảm này sang cái màu sắc khác thì chúng ta có thể là lựa chọn cái công cụ mà chọn tự động ở đây. Sau khi mà chờ nó xử lý cái hình một chút, chúng ta sẽ kích hoạt được cái khu vực chúng ta muốn dùng. Thì bây giờ mình sẽ để con trỏ chuột vào trong các cái vị trí mà mình muốn chỉnh sửa, ví dụ như là trong cái vị trí của cái thảm này. Mình cố gắng và mình sẽ bấm vào chọn cái khu vực cái thảm này, nó sẽ tạo ra cái vùng chọn xung quanh cái thảm này. Ở bên dưới này thì mình sẽ đánh vào cái câu lệnh mô tả, vì mình muốn cái thảm này sang màu đỏ thẫm thì mình sẽ đánh vào đây là maroon rất.
Và denoising strength thì mình vẫn có thể là bắt đầu từ 0.5. Nếu như các bạn cảm thấy nó chưa thay đổi đúng ý các bạn lắm thì bắt đầu các bạn có thể tăng lên, nhưng mà nhớ để ý cấu trúc của vật thể nha. Và image quality mình vẫn để là số 4. Các cái thông số còn lại thì thường được giữ nguyên từ ban nãy, mà mình sẽ bấm nút tạo hình và chờ đợi kết quả nhé. Các bạn có thể thấy là sau khi chúng ta chỉ cần một cái thao tác đơn giản như vậy, chúng ta đã thay đổi cái thảm từ màu tím sang các phương án mà thảm có màu đỏ thẫm như thế này, và chúng ta có thể là lựa chọn một cái phương án để chúng ta upscale lên rất là nhanh. Thì đó là cái minh họa của mình cho cái trường hợp chúng ta chỉnh sửa các chi tiết ở trong một bối cảnh nội thất nha. Và cái nội dung này cũng khép lại cái clip ở đây. Nếu như các bạn cảm thấy các cái nội dung chia sẻ của mình hay và có ích cho công việc của các bạn hãy cho mình like, share và cái comment về các cái ý tưởng mà các bạn muốn mình thực hiện để hỗ trợ thêm cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip chia sẻ sau.